Chào đón quý vị đã quay trở lại với phần tin buổi tối và sau đây cùng mời quý vị đến với phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, tối cao pháp viện cho phép quy định di trú khắt khe của chính phủ bắt đầu có hiệu lực. Tối cao pháp viện vào thứ Hai cho biết rằng tòa án này sẽ cho phép quy định kiểm soát chi phí xã hội của chính phủ Trump được có hiệu lực sau khi chính sách di trú này bị tòa cấp dưới đình chỉ. Quyết định của tòa án được đưa ra theo kết quả bỏ phiếu 5-4 và theo sát ranh giới đảng phái với 4 thẩm phán do các tổng thống dân chủ bổ nhiệm đều phản đối quy định di trú của chính phủ Trump. Quy định kiểm soát chi phí xã hội vốn được đề nghị vào tháng 8 năm ngoái sẽ khiến người nhập cư gặp khó khăn nhiều hơn khi xin thẻ xanh hoặc quốc tịch nếu họ đã từng sử dụng hoặc nhiều khả năng sẽ sử dụng các chương trình phúc lợi xã hội như Food Stamp và Medicare. Các nhóm dân quyền đã chỉ trích quy định của chính phủ Trump cho rằng quy định này sẽ gây khó khăn nhiều hơn cho những người nhập cư nghèo khó. Và tối cao pháp viện tuyên bố quyết định rằng quy định của chính phủ Tổng thống Trump sẽ được quyền có hiệu lực trong lúc chờ quyết định của tòa kháng án liên bang. Và vụ kiện này nhiều khả năng sẽ được trình lên tối cao pháp viện trong thời gian tới. Phi cơ quân sự của Hoa Kỳ bị rớt tại Afghanistan. Một máy bay quân sự của Hoa Kỳ đã bị rớt tại tỉnh Ghazni, miền trung Afghanistan vào thứ Hai, và chiếc máy bay được cho là chở ít hơn 5 thành viên và có lẽ không còn người nào sống sót. Đại tá Sunny Lajit, phát ngôn viên của quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan cho biết chiếc phi cơ Bombardier E-11A đã bị rớt tại tỉnh Ghazni, Afghanistan và trong lúc nguyên nhân sự việc đang được điều tra. Không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay bị rớt vì bị Taliban bắn như lời tuyên bố của họ. Địa điểm máy bay rơi nằm trong vùng rừng núi bị Taliban kiểm soát một phần ở phía nam thủ đô Kabul và máy bay này được sử dụng để cung cấp hệ thống truyền tin tại các vùng xa xôi. Vụ rớt máy bay diễn ra giữa lúc Taliban và Hoa Kỳ đang đàm phán để kết thúc cuộc chiến kéo dài 18 năm tại Afghanistan. Vào tuần trước, một vòng đàm phán mới đã khởi sự giữa đại diện Hoa Kỳ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad và trưởng đoàn đàm phán Taliban ông Mullah Paradar. CDC, Bộ Ngoại giao kêu gọi người Mỹ tránh du lịch không cần thiết đến Trung Quốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã đưa ra cảnh báo du lịch cao nhất vào thứ Hai, kêu gọi người dân Hoa Kỳ tránh tất cả các chuyến du lịch không cần thiết đến Trung Quốc vì sự bùng phát của coronavirus. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nâng cảnh báo du lịch Trung Quốc lên cấp 3, kêu gọi công dân Mỹ xem xét lại việc đi lại đến nước này do sự bùng phát của coronavirus. Bộ Ngoại giao cũng đưa ra cảnh báo du lịch cho toàn tỉnh Hồ Bắc lên cấp 4, không nên đi du lịch ở đó và lưu ý rằng các viên chức Hoa Kỳ hạn chế khả năng cung cấp dịch vụ khẩn cấp cho công dân Hoa Kỳ trong tỉnh. Và chính phủ Hoa Kỳ đang lên kế hoạch di tản công dân khỏi Vũ Hán. Cảnh báo khuyên những người đã đi du lịch đến Trung Quốc và trở về trong 14 ngày qua ngay lập tức tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu họ cảm thấy bị sốt, ho hoặc khó thở. Và cho đến nay, ở Hoa Kỳ đã có 5 trường hợp được xác nhận bị nhiễm coronavirus. Thu hồi 3 thi thể từ điểm rớt trực thăng của Kobe Bryant. Các nhân viên pháp y cho biết họ đã thu hồi được 3 thi thể từ hiện trường tai nạn và đang tìm kiếm các thi thể khác. Chiếc trực thăng Sikorsky S-76 tông vào một sườn đồi vào sáng Chủ nhật ở gần thành phố Calabasas, California, khi cách trung tâm LA khoảng 40 dặm, đã giết chết toàn bộ 9 người trên khoang, gây ra một đám cháy nhỏ và khiến các mảnh vụn vương vãi trên một khu vực đồng cỏ rộng hàng trăm feet. Hội đồng Giao thông Quốc gia NTB đang kêu gọi công chúng cung cấp bất kỳ hình ảnh hay video nào mà họ tình cờ có được về điều kiện thời tiết vào sáng Chủ nhật trong khu vực nơi trực thăng rơi. Cơ quan an toàn quốc gia NTSB cho biết các nhà điều tra dự kiến sẽ có mặt tại hiện trường tai nạn ít nhất là 5 ngày và tình trạng sương mù dày đặc được cho là một trong các nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Trong khi đó, vào thứ Hai, những người hâm mộ bóng rổ vẫn đang tiếp tục cố gắng đối mặt với sự thật đau lòng là cầu thủ Kobe Bryant, 41 tuổi và con gái Gianna, 13 tuổi, có mặt trong nhóm 9 người tử nạn vì vụ rớt trực thăng. Lực sĩ bơi lội Lewis Gordonberg cùng nâng cao nhận thức về tình trạng biến đổi khí hậu ở vùng biển Nam Cực đóng băng. Lực sĩ bơi lội tài ba của Anh Quốc kiêm đại sứ bảo vệ đại dương của Liên Hiệp Quốc Lewis đã vừa can đảm trầm mình xuống dòng nước đóng băng ở Nam Cực để nâng cao nhận thức về tình trạng biến đổi khí hậu đang xảy ra trên toàn cầu. Nhiệt độ của nước biển vào lúc bấy giờ khoảng 0 độ C, tức khoảng 32 độ F.
Tuy nhiên, nhờ sự tiếp xúc của gió, nhiệt độ lại được cảm giác ở mức âm 15 độ C. Khi nói về hành trình và mục tiêu của mình tại Moscow vào thứ Hai 27 tháng 1, Gordonberg cho biết bơi lội dưới nước lạnh là một phần trong chiến dịch bảo vệ môi trường, sống trong khu vực mà ông đang theo đuổi bấy lâu nay. Và với khả năng chịu lạnh vô cùng đặc biệt, lực sĩ Lewis Gordonberg đã được đặc biệt danh là gấu Bắc Cực, tức là Polar Bear. Bệnh Parkinson có thể ảnh hưởng tới não bộ ngay trước khi chúng ta chào đời. Một cuộc nghiên cứu do Trung tâm Y tế Cedar Center Medical Center cho thấy bệnh Parkinson có thể đã ảnh hưởng tới não bộ của chúng ta ngay trước khi chào đời. Và thông thường bệnh này thường được chuẩn đoán trước khi bệnh nhân bước sang tuổi 50, và một cuộc khảo sát đã tìm ra hai mối bất thường then chốt trong tế bào não bộ của những người có thể được sinh ra với bệnh Parkinson. Và hiện tại, các chuyên gia đang cho thử nghiệm nhiều loại thuốc vốn hứa hẹn sẽ giúp đảo ngược tình thế, trong đó bao gồm loại thuốc điều trị ung thư da thời kỳ đầu tiên. Thuốc này được minh chứng có thể giảm bớt mức độ suy thoái của não bộ con người. Xin quý vị hãy tiếp tục dùng nguyên băng tần 18.14. Việt Hoàng sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.